thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung ở Đức, một thủy cung khổng lồ ở Berlin, Đức, bị vỡ, khiến các mảnh kính, nước và khoảng 1.500 con cá nhiệt đới tràn ra ngoài điểm du lịch Aquam sáng sớm ngày 16 tháng 12. Cảnh sát cho biết một cửa hàng chocolate lan và một số nhà hàng trong cùng khu phức hợp, cũng như một hầm để xe đã bị hư hại nặng do một triệu lít nước đổ ra từ thủy cung. Lực lượng cứu hỏa của thành phố xác nhận hai người bị thương nhẹ. Aquam cao 25 mét, là bể hình trụ lớn nhất thế giới và chứa hơn 1.000 con cá nhiệt đới trước khi sự cố xảy ra. Thủy cung này là một điểm thu hút khách du lịch lớn ở Berlin. Chuyến đi thang máy kéo dài 10 phút xuyên qua thủy cung là dịch vụ được du khách yêu thích nhất. Trong ảnh, du khách tập trung trên đỉnh thủy cung Aquam tại điểm du lịch Sea Life ở Berlin ngày 27 tháng 7 năm 2015. Sau khi xảy ra sự cố xảy ra, khoảng 300 khách và nhân viên đã phải sơ tán khỏi khách sạn xung quanh thủy cung, cảnh sát cho biết. Sandra Wieser, một nhà lập pháp người Đức đang ở trong khách sạn, nói rằng cô bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn và nghĩ rằng đã có một trận động đất. Những mảnh kính vỡ ở khắp mọi nơi. Đồ đạc, mọi thứ ngập trong nước. Trông giống như một vùng chiến sự, cô nói. Thị trưởng Franjika Phi cho hay vụ việc gần như đã gây ra một cơn sóng thần. Tuy nhiên, do xảy ra vào thời điểm sáng sớm nên sự việc không gây ra nhiều thương tích. Bất chấp tất cả sự tàn phá, chúng tôi vẫn rất may mắn, bà nói. Trong ảnh, cảnh sát đang phong tỏa một con phố sau sự việc thủy cung Aquam bị vỡ. Sự việc xảy ra lúc 5 giờ 45 phút sáng, theo giờ địa phương. Chúng tôi sẽ có thiệt hại khủng khiếp về người nếu thủy cung bị vỡ chỉ một giờ sau đó. Bởi khi đó, sẽ có thêm nhiều người trong khách sạn và khu vực xung quanh ngủ dậy, Thị trưởng Franciica Zipfie cho biết, trong số 80 loài cá trong thủy cung có cá nẻ xanh và cá hề, hai loài cá sặc sỡ được biết đến trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Finding Nemo. Thật không may, không con nào trong số 1.500 con cá được cứu, bà Phi nói. Những nỗ lực đã được tiến hành vào chiều cùng ngày để cứu thêm 400 đến 500 con cá nhỏ hơn được nuôi trong bể cá bên dưới sảnh khách sạn. Do không có điện nên bể cá không nhận được đủ oxy để giúp cá sống sót các quan chức công bố. Nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm sở thú Berlin, đã đề nghị nhận nuôi những con cá sống sót. Nhóm bảo vệ động vật TETA đăng tuyết ngày 16 tháng 12 rằng thủy cung đã trở thành một cái bẫy chết chóc đối với những con cá được nuôi trong đó. Nhóm này tuyên bố, thảm kịch nhân tạo này cho thấy thủy cung không phải là nơi an toàn cho cá và các sinh vật biển khác. Công ty sở hữu Aquam, Union Investment Real Estate, công bố trong một tuyên bố vào chiều ngày 16 tháng 12 rằng nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Có suy đoán rằng nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C qua đêm đã gây ra vết nứt trên bể kính atric, sau đó vết nứt này đã nổ tung dưới sức nặng của nước. Thủy cung Aquam được hiện đại hóa lần gần nhất vào năm 2020. Cảnh sát cho biết không có bằng chứng vụ việc là kết quả của một hành động ác ý.